bạn nên đến Ấn Độ, vì một bữa ăn có thể vào nhà vệ sinh kéo dài 3 ngày. Tại sao vậy? Vì hầu hết thức ăn trên đường phố ở Ấn Độ đều sử dụng nước sông Hằng. Vậy sông Hằng bẩn đến mức nào? Chúng ta hãy cùng nhau xem nhé. Nhà vệ sinh không được phép có trong các ngôi nhà của người Ấn Độ, vì vậy mỗi sáng người Ấn sẽ đến sông Hằng theo nhóm để vệ sinh, có thể người thấy dòng sông hôi thối này trong vòng 10 km. Họ cho rằng nước rất ngọt và ngon. Vật thể không xác định nằm lẫn trong sông, ngay cả không khí cũng có mùi hôi thối. Bên bờ sông có người tắm, có người vừa tắm vừa vệ sinh đều có cả. Và đừng đi loại thuyền này ở Ấn Độ, bởi vì bạn không biết giá cả là bao nhiêu. Nói rõ 200 rupee nhưng sau khi bạn lên thuyền, ngay lập tức nó đã trở thành 20.000 rupee. Bạn nói bạn đưa hay không? Nếu bạn không đưa, bạn có thể bị đẩy thẳng xuống sông. Bạn nói đáng sợ hay không? Người ta nói rằng COVID-19 đã đến và sông Hằng sẽ không tồn tại. Có hàng trăm triệu vi khuẩn trong đó và một số nhà khoa học đã tìm thấy Ebola trong nước. Nó không phải là về tiêu chảy nữa, mà là vấn đề chết người anh em ạ. À. Vào buổi tối, những người ấn này đang đốt đồ, không biết đốt cái thứ gì, đốt từ đầu năm đến cuối năm. Có bạn nói làm thế nào để tránh tiêu chảy ở Ấn Độ? Bạn hỏi đúng người với câu hỏi này rồi đó. Tôi nói cho bạn biết, nhịn đói đi. Tôi vốn 1m8, 150kg chuẩn đầu heo, bây giờ còn có 100kg. Tôi đề nghị những người bạn muốn giảm cân có thể đến Ấn Độ và thử. Bạn phải thử thứ này ở Ấn Độ, đó là nước ép nha đam đặc và mịn như nhung. Bởi vì bạn thậm chí không biết nó ngon như thế nào. Quy trình sản xuất đầu tiên là loại bỏ phần gai trên nha đam. Gọt hết đi. Ông chủ cũng mang theo một chiếc găng tay ra. Rất cẩn thận sau đó bỏ phần vỏ, sử dụng cái nghĩa sạch cạo phần thịt nha đam vào chiếc xô này, mùi bốc lên nồng nặc, đến cái thứ này, ông chủ nói với tôi rằng đó là trà đen AO, nhãn hiệu Promon tươi và là hạng nhất. Ở Ấn Độ, chỉ khi bạn uống thứ này mới thể hiện rằng bạn đã thực sự đến Ấn Độ. Sau khi khuấy xong, phải đến tắt một đặc sản của sông Hằng. Bạn có biết nên cho bao nhiêu gia vị vào nước nha đam này không? Chúng ta cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 loại. Uống 12 thành phần bí mật của nước ép nha đam, phải có một sợi dây để trói bạn lại nếu không bạn sẽ cất cánh đó. Bạn có biết ly nước nha đam này giá bao nhiêu không? Là 3.000 rupee. Thành thật mà nói, có rất nhiều gia vị, tôi nghĩ nó đáng giá. Nhìn đại ca này uống thoải mái làm sao? Tôi đề nghị những người bạn từng làm ở Ấn Độ có thể thử nó. Có bạn nào nói rằng có gì để ăn ở Ấn Độ không? Có, hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem nước dưa hấu hot nhất ở Mumbai, Ấn Độ. Quá trình này là cắt đôi quả dưa hấu. Như một gian hàng cao quý này, từ các chi tiết của găng tay, bạn có thể thấy mức độ vệ sinh ra sao. Nhưng vỏ dưa hấu của anh ấy dày quá, tôi chỉ muốn hỏi anh ta rằng liệu dưa hấu có chín không sau khi cắt chỉ cần lấy chiếc thìa nhỏ này và lấy phần thịt dưa hấu ra vì sẽ cho thịt dưa hấu vào sau dưa hấu trông ok đấy tôi chỉ không biết nó có ngọt không nếu là loại sa nhân ăn sẽ không ngon dưa hấu rất rẻ ở ấn độ với vài nghìn một cân nhưng dưa hấu do gian hàng quý tộc này chế biến ba nghìn rupee cho một khẩu phần ăn nó có đáng giá không chúng ta hãy tiếp tục xem sau đó lấy dao cắt cùi thành từng miếng ông chủ này trông đẹp trai nhưng không bằng tôi hi. sau khi cắt xong cho cùi vào quả dưa hấu phải lấy con dao này và đâm nó một lần nữa tôi sợ rằng vẫn còn những quả dưa hấu còn sống cho dưa hấu thừa vào máy ép trái cây tôi cảm thấy rằng dưa hấu này có ngọt hay không không quan trọng một muỗng canh đường như thế này ngay cả chua cũng trở nên ngọt ngào sử dụng bàn tay nhỏ nhắn vừa đi vệ sinh để lấy một ít đá từ sông hằng mùi bốc lên nồng nặc chắc chắn hôm nay sẽ không có mùi vị như thế này tại sao bởi vì anh ấy đeo găng tay cuối cùng đổ nước dưa hấu đã vắt vào vỏ dưa hấu sau đó thêm nhiều sữa lên trên mùi hương này sẽ phát ra phải phủ lên nhiều loại hạt đây là món duy nhất tôi dám ăn ở Ấn Độ, nhưng hơi đắt. Bạn có nghĩ rằng hơn 3.000 rupee là đắt cho một khẩu phần? Có một thách thức ở Ấn Độ, đó là ăn 20 miếng chả trong vòng 10 phút sẽ nhận 10.000 rupee làm phần thưởng. Nhưng nhiều người ngại tham gia, bạn có biết tại sao không? Vì miếng chả này được làm từ thịt sông hằng. Quy trình sản xuất đầu tiên là xay thịt sông hằng bằng máy xay thịt. Xay thịt này xong, nó khá giống với nhân thịt của bánh bao của chúng ta, nhưng chúng ta sử dụng thịt lợn, còn họ sử dụng thịt sông hằng. Sau đó cho hành tây vào và thêm chút tiêu. Loại ớt này là loại cây nổi tiếng của Ấn Độ trước khi ăn cần đăng ký khám khoa hậu môn trực tràng vân vân trộn những gì nên khuấy và những gì không nên khuấy sau khi tất cả trộn đều phải cho một loạt masala lên đó sau khi ăn xong có chạy vào nhà vệ sinh hay không thôi sau đó sử dụng bàn tay nhỏ vừa đi vệ sinh này đặt bên trong cọ sát qua lại như này mùi bốc lên nồng nặc nếu tôi không nhìn thấy miếng thịt này tôi sẽ nghĩ anh ấy đang giặt quần áo sau một thời gian dài ở ấn độ bạn sẽ thấy hầu hết thức ăn họ làm rất rất mặn và tất cả các loại gia vị dường như miễn phí được thêm vào biết tại sao không vì để che đi mùi vị của loại thịt này để hương vị đậm đà hơn, bạn phải bổ sung nhiều tinh bột. Chủ quán cũng đặt cho chiếc bánh mì thịt của mình một cái tên đẹp, gọi là min, bởi vì khi miếng chả này được ăn, nước sốt đó sẽ phun ra như là min nổ vậy. Chỉ cần đợi đến khi thịt được sát như thế này, cuối cùng cho miếng chả này vào chảo, chỉ với một cú đánh bằng tay có thể chiên. Bạn có biết miếng bánh này là bao nhiêu không? 500 rupee, nhưng miễn là bạn có thể ăn 20 cái trong 10 phút, không chỉ miễn phí mà còn mang đến cho bạn 10.000 rupee. Tôi đề nghị